sắc đẹp quá cả nhà. Bây giờ mình đã hoàn thành cái món tôm xào giớt chuông rồi nha cả nhà, rất là ngon luôn. Mình cho ra dĩa luôn nha cả nhà. Ồ, ngon quá cả nhà. Chào cả nhà, thì hôm nay nhà mình sẽ ăn cơm với tôm sú này nè cả nhà. Mình xào giớt chuông nha cả nhà. Mua được cộng hành ba rô chà bá. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Giờ mình lột mấy con tôm đang mình xào với ớt ăn cả nhà ơi. Sáng đi chợ mua được mấy tôm nè. Tôm này người ta đem về cũng còn tươi nè cả nhà. Tính ra cũng rẻ, nửa ký mà mình mua có 50k à cả nhà. Cũng không có mắc mấy. Ớt mình rửa xong, bây giờ mình cũng sắc ớt với sắc củ hành với hành ba rô luôn nha cả nhà. Đặng lát mình bỏ vô mình xào chung với tôm á cả nhà. Giờ bắt cái chảo lên đang mình xào nha cả nhà. Chảo nóng rồi cho ít mỡ vô. Mình cho tỏi vào đang mình phi thơm á cả nhà. Tỏi thơm mà giờ bên mình cho tôm vào mình xào nha cả nhà. Bây giờ mình nêm gia vị nha cả nhà, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt. Mình cho một ít tương ớt nha cả nhà. Cho miếng dầu hào luôn cho nó thơm. Mình trộn vào. Tôm mình bây giờ cũng đã chín nha cả nhà. Mình tiếp tục cho ớt chuông, củ hành và hành ba rô vào luôn. Sắc đẹp quá cả nhà. Bây giờ mình đã hoàn thành cái món tôm xào giớt chuông rồi nha cả nhà, rất là ngon luôn. Mình cho ra dĩa luôn nha cả nhà. Ồ, ngon quá cả nhà. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Thì hôm nay mình xào ớt chuông với tôm cả nhà, mình ăn chung với cơm. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Mời cả nhà ăn miếng ớt chuông nha. Ngon. Mình nêm vừa ăn luôn cả nhà, khỏi cần chấm. Mời cả nhà con tôm nè. Quá ngon. Ngon cái nhà. Ăn muỗng nha nha. Ngon.
cái nước á mình nêm rất là vừa ăn luôn đó nha, mình cho thêm miếng tương ớt á, nó có màu sắc rất là đẹp luôn đó nha. Nó là cơm nóng ngon đó nha. Nóng rất ngọt. Giờ đến đây mình kết thúc video nha cả nhà. Bye bye.